Tình duyên của những mỹ nữ V-Biz sinh năm 94. Người không ngại ngần khoe bạn trai, người yêu hết mình nhưng vẫn lận đận, người chia tay mối tình 8 năm, nay lại hạnh phúc bên tình trẻ. Thiều Bảo Trâm, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Văn Mai Hương đều là những gương mặt trong showbiz Việt nhưng chuyện tình duyên lại trái ngược nhau. Thiều Bảo Trâm, tối ngày 25 tháng 3, hình ảnh Thiều Bảo Trâm bên một chàng trai lạ được lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên thông tin nữ ca sĩ có người yêu mới. Chàng trai này thường tương tác dưới bài viết của Thiều Bảo Trâm, đồng thời được Thiều Bảo Trang tác tên tài khoản trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên Thiều Bảo Trâm vướng tin hẹn hò sau chuyện tình cảm ồn ào với Sơn Tùng MTP. Năm 2021, thông tin Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP chia tay sau 8 năm hẹn hò kín tiếng gây xôn xao mạng xã hội. Họ chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm nhưng có nhiều dấu hiệu được cho là từng hẹn hò. Suốt thời gian dài, Thiều Bảo Trâm được nhắc đến với cái tên bạn gái của Sơn Tùng. Sau lùm xùm tình ái vào đầu năm 2021, Thiều Bảo Trâm trở nên kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thế nên khi thông tin nữ ca sĩ có bạn trai mới nổ ra đã khiến cư dân mạng bàn tán dần dần. Soi diện mạo tình tin đồn của Thiều Bảo Trâm, netizen được fan đứng ngồi không yên bởi anh chàng sở hữu vi rùa bảnh bao không thu mỹ nam nào trong V-Biz. Một số nguồn tin cho biết, Thiều Bảo Trâm và chàng trai này đã hẹn hò vào khoảng trước dịp Tết vừa qua. Bạn trai của Thiều Bảo Trâm sinh năm 1998, nhỏ hơn nữ ca sĩ 4 tuổi, có thông tin là 2004, từng là game thủ và hiện đang học đại học ở Pháp. Văn Mai Hương từng nhiều lần cho biết không may mắn chuyện tình cảm, cô yêu nhiều nhưng nhanh đổ vỡ. Văn Mai Hương từng có mối tình công khai với nam ca sĩ Đào Hoa Lê Hiếu từ thuở mới vào nghề. Được biết trước khi công khai mối quan hệ trước công chúng, cả hai đã có một năm gắn bó với nhau. Tưởng chừng như sẽ có một cái kết đẹp nhưng vào năm 2014, cả hai chính thức xác nhận đường ai nấy đi sau hơn 3 năm hẹn hò. Vào tháng 5 năm 2014, Văn Mai Hương dính tin đồn hẹn hò với nam thần rocker Nguyễn sau 3 tháng chia tay Lê Hiếu. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, đăng hình ảnh của nhau lên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, cặp đôi chưa từng một lần lên tiếng xác nhận mối quan hệ yêu đương. Từng có một chàng trai xuất hiện trong cuộc đời Văn Mai Hương khiến cô gạt bỏ ước mơ âm nhạc sang một bên, đắm chìm vào sự hạnh phúc của tình yêu. Chàng trai đó chính là vị thiếu gia Phạm Gia Lộc, hiện tại là ông xã của Á hậu Tú Anh. Đây là mối tình nữ ca sĩ dành nhiều tâm tư tình cảm nhất. Một thời gian sau, giọng ca Nếu Như Anh Đến tiếp tục dính nghi vấn hẹn hò với đạo diễn trẻ Khương Vũ. Tuy nhiên, ồn ào này được lắng xuống sau khi ít xuất hiện hình ảnh của cả hai. Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Quỳnh Châu và bạn trai quen nhau từ năm 2020. Á hậu một Miss Grand Việt Nam 2022 nhận thấy ở bạn trai có nhiều điểm chung về tính cách, suy nghĩ nên đã đồng ý tìm hiểu. Người đẹp 1994 khẳng định cô không công khai người yêu suốt thời gian vừa qua vì sợ nếu cả hai không có kết thúc đẹp thì sẽ dễ bị đau lòng. Quỳnh Châu cho hay cô chỉ công khai bạn trai khi bản thân đã quyết định cưới người này trong tương lai. Á hậu Quỳnh Châu cũng từng dành nhiều lời có cánh khi nhắc về người yêu doanh nhân. Anh ấy rất thương ba mẹ tôi, cũng hết mình ủng hộ tôi khi đi thi sắc đẹp. Bạn trai rất tự hào về tôi cảm thấy rất tự tin khi mình có hậu phương vô cùng vững chắc như thế bên cạnh.